Chào mừng các bạn đã đến quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Quyền, nơi đó châu Âu cuộc sống áo. Hôm nay trời đẹp các bạn, hôm nay trời nắng, cho nên Quyền cùng với các bạn đi vào bếp làm món bánh lọt đậu xanh nước dừa. Món bánh này cũng rất là đơn giản và rất dễ làm các bạn. Bây giờ nguyên liệu gồm có ở đây là nó có bột lọt của Vĩnh Thuận. Thì làm bột này thì mình sẽ làm 900g ml nước các bạn. Quậy xong trên vô chuồng bếp rồi bắt đầu mình luộc 900 ml nước. Và đây là bột năng. Nếu mình làm bột năng thì mình làm 300g bột năng và 100g bột gạo. Còn đây là cũng là bột củ năng. Hôm nay mình sẽ làm bánh lọt bằng bột củ năng. Bánh lọt này kiểu này rất là ngon nha các bạn. Và đây là phần đậu xanh, mình sẽ bỏ ra 100g để vừa đi nấu và xay nhuyễn để lát ăn chung với lại bánh lọt. Đây là 300g đường mình thắng để mình bỏ chung vô, và một hộp nước nước dừa. Bây giờ đầu tiên mình đi nấu đậu xanh nha các bạn. 100g mình đi ngâm khoảng 2-3 tiếng cho nó nở, bắt đầu mình nấu nó mềm, xong mình lấy đồ mình xay cho nó nhuyễn. Bây giờ bắt đầu đi nha các bạn, mình đi nấu. Rồi bây giờ bắt đầu mình quậy bột nha các bạn. Cái này là bột củ năng. Bột củ năng này nó có 250g. 250g thì mình cho 1.8 lít nước. Mình quậy cho nó tan. Rồi mình cho mùi lá dứa vô nha các bạn. Bây giờ mình cho bột, mình quậy tan, mình cho một chút nữa cho nó màu nó đẹp đó các bạn. Màu đậm thì mình cho nhiều một chút, còn không thì mình cho màu lợt chút cũng được. Giờ mình bắt lên bếp rồi nè các bạn. Mình quậy khi nào mà nó đặc xong bắt đầu mình bỏ qua cái nồi khác, mình luộc nó. Cái bánh này cũng đơn giản, là làm đơn giản lắm, nhưng mà mùa hè ăn rất là ngon, ăn ngọt ngọt dai dai, thơm thơm mùi lá dứa, mà đơn giản, làm cũng đơn giản. Giờ nó đặc rồi nè các bạn, nó chín rồi. Mình cho nó chín luôn, xong rồi mình bắt đầu mình bỏ vô khuôn, bỏ vô cái rổ. Xong bây giờ mình sẽ làm cái rổ này, mình đục lỗ đó. Đầu bây giờ mình bỏ ra, mình làm thành khuôn, làm thành
được mình dắt mình bỏ vô trong đây nha các bạn. Giờ mình đang nấu nước đường các bạn. Bây giờ bán món bánh lọt đậu xanh với nước dừa của Quyền đã xong rồi nè các bạn. Cái này nước đường á, Quyền nấu á, nước đường làm đường vàng cho nó đẹp đẹp. Đậu xanh thì 200g đậu xanh, bột bánh lọt. Bột bánh lọt cái này nó không được dai mấy, nó hơi mềm, chắc Quyền cho nhiều nước hay sao mà ăn cũng ngon. Nè, mời các bạn xong. Ăn mùa hè giải nhiệt, món ăn dân dã. Video của Quyền đến đây là chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video về bánh lọt. Mong các bạn cho một like, một đăng ký và một chia sẻ. Hẹn các bạn vào video kỳ tới. Bye bye, bye bye các bạn.